clip này để chia sẻ về những trải nghiệm của mình khi lặn biển ở Okinawa, cách đặt tour lặn như thế nào để tiết kiệm được chi phí giá yêu thương mà quá trình lặn nữa rất là vui. Và tiếp theo là nên chuẩn bị những cái đồ dùng dụng cụ gì để khi đi lặn để mình có thể lặn được một cách suôn sẻ nha. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu chia sẻ luôn nha. Đầu tiên để đặt cái tour này thì mình là có sử dụng cái trang là activityjapan.com này. Mình thấy trang này khá là ổn, là có khá nhiều tour rẻ và rất là tiện lợi. Các bạn chỉ cần vào trang này kéo xuống một chút và các bạn sẽ thấy phần diving ngự đó. Các bạn click vào đây rồi thì sẽ hiện ra ngay các tour của Okinawa luôn. Thì cái tour mà mình đi chính là cái tour mà ngắm cái hang động màu xanh này đó, thì là 3980 yên. Tuy nhiên các bạn có thể chọn những tour khác nếu mà họ giảm giá rẻ hơn, ví dụ 3800 này cũng được đấy. Thì cái này có một đặc điểm là lợi thế là mình có thể đặt trong ngày cũng được, tức là chiều các bạn muốn đi, sáng các bạn đặt cũng được, mà đặt khẩn cấp đặt vội vẫn có thể đặt được, cho nên là rất tiện lợi cho những bạn mà đang rảnh rỗi tự nhiên muốn đi đó. Thì khi mà nhìn cái bảng giá này nó sẽ hiện ra giá của từng ngày khác nhau, ví dụ như là tháng 9 từng ngày, ví dụ như là ngày thứ năm đây này là đang giảm giá còn có 3980 thôi, rất là rẻ luôn. Thì các bạn có thể đặt ngay ở đây đó, thì nó sẽ có các khung giờ 6 giờ 8 giờ 10 giờ 12 giờ 14 giờ 15 giờ 30 đó. Thì những cái giờ này mà các bạn chỉ cần lựa chọn đó, thì là các bạn phải đặt được, ví dụ như mà mình đặt cái giờ 12 giờ chẳng hạn đó, chọn vào đây và chọn số người, ví dụ như với cái giá này là phải từ hai người trở lên thì các bạn phải chọn hai, mà từ một người ok thì các bạn chọn một. Nhóm mình thì nếu mà nhóm các bạn mà có nhiều ấy, nhiều người ấy, thì các bạn nên đặt chia ra từng nhóm một, đặt ví dụ đặt hai người một thôi, như vậy thì sẽ rất là tiện lợi luôn. Họ sẽ kèm một người hướng dẫn cho hai bạn luôn thì rất là tiện. Còn nếu mà đặt theo nhóm đông ấy thì có thể sẽ bị làm kèm ba người một nhóm thì sẽ là hơi chật chội và hơi khó đó. Ví dụ như thế này mình phải đặt CP rồi chọn cách thanh toán, tốt nhất là chọn thanh toán tại nơi đó. Thì họ sẽ cần một cái ID nữa, nhưng nếu các bạn tốt cự cái ID này và các bạn đặt là xong, mình có thể chat được trực tiếp với tiện với chủ của cái chỗ mà lặn này để trao đổi trực tiếp được luôn nha. Đây là cách chỗ đặt nha, mình đã đặt cái chỗ này và đi đây. Bộ đồ để lặn thì sẽ trông như thế này đây, các bạn nhìn trông giống như là siêu nhân không? Thì để mặc bộ đồ này thì họ yêu cầu mình là phải mặc tối thiểu một cái đồ lót bên trong, tức là cái quần ấy, quần phần quần lót bên dưới, cho nên là tốt nhất là các bạn mặc sẵn bikini cho mình, tức là mặc sẵn đồ bơi đó. Thì đến thì mình sẽ dùng mặc đồ bơi bên trong và mặc luôn bộ đồ này bên ngoài. Còn nếu bạn nào quên mang đồ bơi thì mình có thể mặc đồ lót bình thường cũng được, và nếu phải mang thêm một bộ đồ để thay. Nếu như bạn mà có khăn tắm riêng ấy, thì có thể tự chuẩn bị khăn tắm riêng cho mình cũng được, và nếu không thì họ cũng sẽ cho mình mượn miễn phí nha. Đó thì các bạn nhớ chuẩn bị đồ bơi nha. Thì đây là sau khi mặc đồ này xong thì trời sẽ rất là nóng, thì họ sẽ xả nước vào cho mình để mát này, để làm quen dần như này đó. Nên là khi mà nước vào rất là mát luôn, trong người là cả một bầu nước luôn các bạn ạ. Sau khi lên thuyền thì họ sẽ vừa đi và vừa hướng dẫn cho mình là cách lặn như thế nào. Thì có rất là nhiều cái điểm chú ý, nhưng mà chú ý hai điểm quan trọng nhất đó là các bạn phải bình tĩnh tự tin đó, và khi mà lặn thì luôn là phải tư thế là mình là nằm ngang như là Superman ấy đó. Tiếp theo là phải thả lỏng cơ thể nhé, thả lỏng cơ thể đừng căng thẳng đó, và hít thở thật sâu vào đó. Có một cái kinh nghiệm đó là nếu như mà khi mà đi xuống nước ấy thì chắc chắn là cái áp suất của nước nó sẽ làm cho tay bạn bị ù, giống như bạn đi máy bay ấy. Thì lúc đấy là các bạn chỉ cần lấy tay bịt cái mũi của bạn vào và làm cái động tác như là hắt xì ấy, thì lúc đấy là cái ù tay nó sẽ hết nha, nên là không có gì để căng thẳng nhé. Quan trọng là thả lỏng người và trong cái tư thế nằm ngang giống như là Superman ấy đó. Thì thuyền sẽ di chuyển đến cái điểm mà chúng ta có thể ngắm được, cái điểm mà có nhiều cá và san hô đẹp để ngắm đó. Rồi, các bạn nhìn thấy những bình oxy kia không, họ sẽ đeo cho mình và đưa mình xuống biển. Đầu tiên là sẽ cho mình tập thở trước đó, làm quen với nước trước chứ không lặn xuống ngay nha. Rồi yêu cầu là cứ các cặp đi với nhau là sẽ nắm tay nhé, nắm tay để tránh rời nhau. Thì một hướng dẫn sẽ hướng dẫn 2 đến hoặc 3 bạn đó, thì sẽ theo là hai người nắm tay nhau và nắm tay cái người hướng dẫn đó. Thì các bạn sẽ tập thở trên đây trước, tập thở cho quen này, rồi bắt đầu sẽ úp mặt xuống biển để nhìn xuống dưới xem bên dưới là như thế nào, có cá rồi có cảnh đẹp như nào đó. Nhưng khi mà các bạn quen dần rồi, bắt đầu họ sẽ đưa dần dần mình sâu xuống dưới lòng biển đến hang động. Ok, và chúng ta hãy cùng khám phá xem lòng biển Okinawa có gì hay nhá, hang động xanh có gì đẹp nhá. Rồi cùng khám phá thế nào.